Alo, alo, xin chào anh em. Hiện tại ThinkView đang tuyển dụng vị trí quay dựng trên channel ThinkView. Vì vậy thì nếu mà anh em nào muốn ứng tuyển vị trí quay dựng cũng như là muốn trải nghiệm những đồ gear xịn sò nhất thì hãy gửi mail ứng tuyển về hi@thinkview.vn nhé. Mọi thông tin chi tiết về vị trí quay dựng trên channel ThinkView mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Vâng, chúc mừng năm mới. Nhưng mà chúc mừng năm mới vào thời điểm bây giờ có phù hợp không ta? Nhưng mà thôi, năm 2019 cũng qua rồi. Bây giờ các bạn hãy cùng mình hồi tưởng lại một chút nhé. Video ngày hôm nay sẽ là một video nằm trong series những chiếc laptop cũ rất là thú vị, nhưng mà mọi người không còn nhớ đến nó nữa. Mình đã làm được hai video trong series rồi, đó chính là chiếc ThinkPad P50 và chiếc Ultrabook Dell XPS 9360. Và mình thấy rằng các bạn có phản hồi rất tích cực với series này. Bởi sao? Bởi vì khi một sản phẩm cũ ấy, thì mức giá của nó cũng sẽ giảm nhiệt đi rất là nhiều. Và video tiếp theo trong series này đó chính là chiếc Surface Book 2 đến từ Microsoft, cha đẻ của hệ điều hành Windows. Trong năm 2019 ý, nếu mà định danh đâu là hãng sản xuất sáng tạo nhất thế giới thì mình sẽ không ngần ngại nói đó chính là Asus. Tuy nhiên, nếu mà để chỉ ra đâu là mẫu máy sáng tạo nhất trên thế giới ở thời điểm này thì nó lại là một sản phẩm đến từ năm 2018, đó chính là chiếc Surface Book 2 ngay trước mặt mình đây. Các bạn hỏi vì sao nó sáng tạo à? Hãy đợi một chút nhá. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong số ít những cái thứ sáng tạo nhất của chiếc máy này thôi. Cụ thể nó có gì đặc biệt, hãy cùng mình khám phá kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhá. Theo mình ấy, yếu tố sáng tạo nó không chỉ đơn thuần đến từ vẻ bề ngoài mà nó còn phải đi kèm với những giá trị thực tiễn. Nó phải giúp người dùng giải quyết được những yếu tố nào đó, những vấn đề nào đó thì sáng tạo đó mới thực sự hữu ích. Vậy thì chiếc Surface Book 2 này giải quyết các vấn đề của chúng ta ra sao? Đầu tiên thì các bạn vẫn sẽ có một chiếc laptop đơn thuần thôi. Các bạn sẽ có đầy đủ bàn phím, touchpad, màn hình và đầy đủ những cái cổng kết nối. Nhưng mà khi bấm vào cái nút ở phía trên bàn phím thì ngay lập tức màn hình nó sẽ tách ra và nó sẽ phát ra một cái tiếng động nhỏ. Đấy. Và bây giờ các bạn đã mua một được hai. Một ý tưởng thực sự rất là wow đúng không? Và khi mình tách cái màn hình này ra ấy, đi ra cà phê, nếu mà ai không biết thì lại tưởng mình là làm gãy cái màn hình này, làm khiến cho màn hình bay ra khỏi khung bàn phím. Có những đứa bạn ngồi gần với mình này này, nó nhìn kỹ hơn thì nó lại có một sự thắc mắc, đó chính là tại sao chiếc máy này lại có thể tách màn hình ra mà vẫn có thể sử dụng được như một chiếc tablet đơn thuần nhỉ? Để có thể làm được điều này thì cách sắp xếp những linh kiện phần cứng bên trong của chiếc Surface Book 2 này nó cũng khác biệt một cách hoàn toàn. Laptop thông thường ấy, thì hầu hết những cái thành phần linh kiện phần cứng ấy, thì nó sẽ được đặt hết phía dưới khung bàn phím. Tuy nhiên thì đối với chiếc Surface Book 2 này, từ CPU, RAM, SSD, quạt tản nhiệt này, nó đều được đặt phía sau màn hình. Các bạn sẽ có một chiếc tablet như bình thường, vẫn có sạc riêng, có 500 hút nhẹ vào là được. Và do toàn bộ máy được làm bằng hợp kim nhôm magie, thế nên trọng lượng của máy rất là nhẹ, chỉ vào khoảng là 7,11g thôi. Khi mà cầm lên ấy, thì các bạn sẽ hơi ngạc nhiên vì nó nhẹ hơn so với những gì mà các bạn tưởng tượng đấy. Còn phía dưới khung bàn phím thì chúng ta lại có thêm hai quạt tản nhiệt nữa cùng cả họa rời là GTX 1060. Và khi cắm vào màn hình xuống phía khung bàn phím này thì bây giờ các bạn sẽ có một chiếc laptop gaming có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Và thời điểm hiện nay thì GTX 1060 nó vẫn giúp các bạn chiến được hầu hết những cái tựa game khủng với mức high setting. Dù sao thì đây cũng là dòng cả đồ họa được ưa chuộng nhất của năm 2018. Thế nên đã qua năm 2019 rồi, mới chỉ đầu năm 2020 thôi, thì nó vẫn chính là chiếc cả đồ họa có hiệu năng rất là ổn. Và đây chính là dòng máy đã tạo tiền đề để cho rất là nhiều những nhà sản xuất kết hợp giữa CPU tiết kiệm điện với cả đồ họa rời. Ví dụ như những cái sản phẩm như là Asus F570 này hay là Razer Blackwell ở thời hiện tại. Bởi vì Microsoft là cha đẻ của hệ điều hành Windows, thế nên Microsoft thừa biết điều gì là tốt cho sản phẩm của họ. Thế nên việc kết hợp giữa một con CPU tiết kiệm điện với cả các đồ họa rời mạnh mẽ hiệu năng cao, chúng ta vẫn có thể chơi game một cách rất là thoải mái. Nói chung là các bạn sẽ không phải quan tâm quá nhiều đến hiệu năng của chiếc máy này đâu. Đặc biệt hơn nữa khi mà CPU tiết kiệm điện Core i7-8650U trên chiếc máy này cũng không hẳn là quá tiết kiệm điện. Nó vẫn boost lên được tận 4.2GHz. Thế nên khi làm việc, làm đồ họa trên chiếc máy này vẫn tương đối ngon ở thời điểm hiện tại. Trừ những cái tác vụ cần render nặng thì tất nhiên rồi, đó không phải là điểm mạnh của chip U. Các bạn render một thời gian ngắn thì được, nhưng mà nếu mà render dài khoảng 10 phút, 20 phút thì sẽ hơi lâu một chút.
Bản lề của Surface Book 2 cũng là một yếu tố kích thích sự tò mò. Và đúng như tên gọi Surface Book, bản lề của nó uốn cong, khiến cho máy trông như một quyển sách khi các bạn gập vào vậy. Bản lề này đủ chắc chắn để giữ màn hình cố định ở phía trên. Tuy nhiên thì mình thấy rằng cái độ mở của nó chưa được nhiều. Đây các bạn, đây chính là góc mở tối đa của nó. Khi mình ngồi cao lên một tí thì mình sẽ cảm thấy là phải cúi cái cổ xuống, ước mà nó có thể mở rộng ra hơn nữa. À đấy, nói đến những cái điều ước thì mình thấy rằng chiếc Surface Book 2 này cũng không hẳn là một chiếc máy sáng tạo, chỉn chu nhất, không phải là nó quá thiết thực đâu. Bởi vì nó vẫn còn một số chỗ cần phải cải thiện. Ví dụ như là màn hình của nó hơi to nếu như các bạn sử dụng như một chiếc tablet. Và bây giờ thì mình đang rất là kỳ vọng rằng sẽ có những phiên bản Surface Book 3, phiên bản 12 inch, 13 inch, nó nhỏ hơn một tí. Thì khi đó, bây giờ thì các bạn sẽ có một chiếc tablet vừa tay hơn. Đối với chiếc máy này, nó là kích thước 15 inch, cầm vào sẽ cảm thấy hơi to. Mặc dù nó rất là nhẹ, cầm vào không khó chịu lắm, nhưng mà thế này chưa hợp lý để sử dụng nhiều chiếc tablet. Ngoài ra thì khả năng nâng cấp của chiếc máy này cũng rất là khó khăn. Bởi vì các bạn nhìn xem, xung quanh chiếc máy này, cả phần đế này, các bạn sẽ không thể tìm thấy được bất kỳ một con ốc vít nào cả. Và nếu mà các bạn có hỏng hóc linh kiện gì ấy, thì hãy chúc các bạn may mắn lần sau. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu đến cho các bạn những cái điểm rất là sáng tạo của chiếc Surface Book 2 này. Đây là một sản phẩm sáng tạo chứa đựng rất là nhiều những chất xám của nhà sản xuất bên trong đó. Thế nên mức giá của chiếc máy này cũng không hề rẻ một chút nào cả, ngay cả thời điểm hiện nay. Mặc dù nó đã giảm giá rất là nhiều vào thời điểm mới ra mắt rồi. Mức giá của chiếc máy này được bán trên trang chủ của Microsoft là $2,500 trên $2,500. Và vào thời điểm nó mới ra mắt ấy, thì đã có rất là nhiều những cửa hàng bán chiếc máy này với mức giá là trên 80 triệu đồng. Bây giờ thì nó vào khoảng là trên 40 triệu đồng. Rất là cao, thực sự rất là cao cho một chiếc máy không còn mới nữa. Nhưng mà hãy thử nghĩ xem, đi mua Surface Book 2 là các bạn đã mua một được hai. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy cùng comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.